Liên minh châu Âu vừa công bố khoản viện trợ trị giá 160 triệu euro cho Ukraine để nước này mua khí đốt, xăng dầu cho mùa đông sắp tới. Trong cuộc họp báo tại Bruxelles, Bỉ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã thông báo EU sẽ tài trợ 160 triệu euro cho Ukraine để nước này vượt qua mùa đông năm nay. Khi mùa đông đang đến gần, người dân Ukraine cần giữ ấm và duy trì nền kinh tế tại đây. Mục tiêu trước mắt là giải quyết các nhu cầu thiết yếu của người dân, cùng lúc tái thiết hệ thống năng lượng của Ukraine về lâu dài. Lãnh đạo EU cho biết, Ukraine sẽ tiêu thụ 17 gigawatt điện cho mùa đông này. Trong 160 triệu euro, 60 triệu euro sẽ dành cho viện trợ nhân đạo nhằm cung cấp chỗ ở và thiết bị sưởi ấm, và 100 triệu euro còn lại sẽ dùng sửa chữa hạ tầng điện và phát triển năng lượng tái tạo. Số tiền này đến từ các tài sản của Nga bị Liên minh châu Âu đóng băng. Kể từ khi chiến sự nổ ra vào tháng 2 năm 2022 đến nay, EU đã cung cấp ít nhất 2 tỷ euro hỗ trợ năng lượng cho Ukraine. Trong buổi họp báo, bà von der Leyen cũng thông báo sẽ đến Kiev để gặp Tổng thống Zelensky trong ngày 20 tháng 9 và thảo luận sâu hơn về hỗ trợ năng lượng.